Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một loại mặt nạ rất là tốt cho da và cực kỳ hiệu quả đối với việc trị nám. Thì nguyên liệu mà các bạn cần chuẩn bị đó là dưa chuột, chanh, tinh bột nghệ này là mình tự làm đấy, và mật ong. Thì ở đây mình đã ép sẵn nước ép dưa chuột rồi, thì các bạn sử dụng 3 đến 4 thìa nước ép dưa chuột. Sau đó các bạn sử dụng một muỗng chanh. Và một muỗng mật ong. Sau đó các bạn cho một muỗng tinh bột nghệ này vào nhé. Trộn đều hỗn hợp này lên. Nếu các bạn có mặt nạ giấy thì các bạn hãy ngâm mặt nạ giấy vào trong hỗn hợp này nhá. Thì khi mà đắp mặt thì sẽ không bị chảy. Và các bạn đắp hỗn hợp này trong vòng 20 đến 30 phút. Sau đó chúng ta rửa lại với nước sạch. Và nhớ dùng kem dưỡng nữa nhá, để có một làn da thật là trắng và thật là xinh. Cảm ơn các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi video tiếp theo của mình nha.